Rồi cái máy xẻ răng của mình á, là bao gồm một cái bù nhùi nè, bù nhùi đánh bóng ở bên ngoài, đánh bóng đĩa sét á. Rồi một cái đĩa xẻ lớn là dùng để xẻ răng mà những cái lưỡi tông đơ lớn á, đó giống như là lưỡi Magic ha. Đó. Rồi một cái đĩa xẻ răng chứng viền. Thì khi mình sử dụng xẻ răng chứng viền đó, thì nếu mà muốn xẻ lên trên thì mình nghiêng ra nguyên lại xẻ ở trên cái đĩa này. Đó. Một cái cước inox này, cước này gia cố nha, ở mỏng hơn là bình thường để mình đánh được trong những cái kẽ răng. Đấy. Rồi hai cục đá này thì mình chỉnh được cái độ rung, độ êm rất là ok. Ok nha. Ở bên ngoài á, cục đá đó thì mình đã xử lý, mình phủ một lớp keo. Thì khi mài mấy cái đầu, khi xẻ mấy cái đầu thì nó ra một cái lớp keo á. Đó, cái lớp keo này nó bảo vệ cục đá, nó đỡ cháy, bảo vệ luôn cái lưỡi luôn. Đó, đó, bên đây cũng có. Đấy. Rồi. Cốt nối ra. Thì khi mà mình mở ra thì nhớ là cũng giống như cái cốt nối, giống như con ốc thôi. Đó, mình kẹp đây. Rồi xong mình kẹp đây, mình quặn ngược ra. Còn bên đây quặn ngược ra. Đấy, ha. Rồi mở máy này, máy chưa bắt nha. Là nó êm ru, chỉnh là cái đá êm ru rồi, không thành vấn đề. Rồi motor này quấn bằng dây đồng Thái, cái này là thợ quấn riêng, điện 220V. Rồi. Đấy. Ru ha, chưa có bắt vô bàn chưa. Khi mà muốn bắt vô bàn, các bạn chêm một miếng xốp, miếng mút mỏng để cho nó êm hơn nữa. Còn giờ mình để lên cái thùng nè. Cái thùng này là cái thùng máy mài tông đơ. Mài tông đơ để mình gửi đi xa. Khi gửi đi xa thì giờ là đóng thùng hết. Đi yên tâm. Một cái đĩa mà xẻ răng á, trung bình á là mình, cái đĩa là đúng đĩa nha, và trung bình là xài xẻ được khoảng 500 cái. Đây mình thợ của mình làm rất là lâu. Còn nếu mà các bạn mà muốn phá cái rãnh ở ngoài á, thì các bạn mua cái đá mà cắt sắt á. Đó, giống như các bạn miền Bắc hay phá cái rãnh ở ngoài để cho nó đẹp đẹp, nó nhìn nó rộng rộng á. Đó. Thì các bạn mua một miếng đá phá, các bạn cứa đá cắt sắt nha. Rồi, ok.